Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hãng Xe Các bạn thân mến, chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ sự việc 27 vừa qua của Phan Tuy Chiến gây ra đúng không nào? Và sự việc này đã gây một ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sự nghiệp của anh chàng. Và theo đó thì cư dân mạng bắt đầu đặt ra một câu hỏi rằng liệu nếu Tư Chiến không làm diễn viên nữa thì anh chàng này có thể làm được công việc gì? Và nếu bạn quan tâm, hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu kỹ hơn về cụ thể câu trả lời ngay sau đây nhé! Chuyện 27 tới nay cũng đã trôi qua gần một tháng và nhiệt độ của nó cơ bản đã lắng xuống khi những chủ đề khác dần lấp đi. Vào ngày fan tiêu chế report làm sập ao tại Trung Quốc, nam diễn viên rơi vào vòng xoáy chỉ trích tẩy chay của dư luận. Nhiều đại ngôn sản phẩm, show giải trí, tác phẩm phim ảnh có sự liên quan tới anh chàng đều bị ảnh hưởng nặng nề. Những dự án đang tiếp xúc với tiêu chiến cũng vội vàng rời đi trước sức ép của công chúng. Gần đây, dân mạng đăng tải câu hỏi mới liên quan tới tiêu chiến. Nếu như tiêu chiến không làm diễn viên thì có thể làm công việc gì khác? Và theo đó thì câu hỏi này thu hút không ít tranh luận. Theo như phân tích, Tiêu Chiến có thể làm hơn 5 công việc, qua đây có thể thấy anh chàng thật sự là một người toàn năng. Đầu tiên, đó chính là nhà thiết kế. Tin chắc rằng các fan đều biết trước khi thành danh, nghề đầu tiên của Tiêu Chiến chính là nhà thiết kế, hơn nữa còn có trình độ nhất định. Đều biết trước khi tiến vào ngành giải trí, khoảng tháng 10 năm 2012, anh chàng cùng bạn sáng lập studio ảnh truyền thông thị giác ức quang ảnh. Ngoài ra còn có studio thiết kế NED. Đồng thời, Tiêu Chiến cũng đảm nhận vị trí nhấp ảnh chính chủ lực trong studio cũng như thiết kế logo và VI. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Chiến đã tới studio thiết kế của một bậc thầy truyền thông làm việc. Nhưng từ những kinh nghiệm này có thể cho thấy rằng nếu như Tiêu Chiến thật sự không làm diễn viên nữa, làm công việc của một nhà thiết kế thì điều đó rất có thể xảy ra. Nghề thứ hai đó chính là thầy dạy vũ đạo. Những người yêu mến Tiêu Chiến đều biết rõ họ ít nhiều có nghe qua. Thời điểm nam diễn viên bước vào ngành giải trí, anh có tham gia chương trình tuyển chọn tài năng mang tên Thiếu niên trái lên nào. Trong quá trình tuyển chọn, Tiêu Chiến nỗ lực học vũ đạo, cho dù đầu gối châm kim đau tới ứa nước mắt vậy nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Không nói phương diện vũ đạo, Tư Chiến có bao nhiêu thành công cũng không nói Nam Minh Tinh vì vũ đạo đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Vậy nhưng chỉ với những nỗ lực như thế, làm một thầy dạy vũ đạo bình thường dạy một vài người có lẽ cũng không vấn đề gì. Ngày thứ ba đó chính là thầy giáo âm nhạc. Từ lúc bước vào đại học đã đảm nhận chức ủy viên văn nghệ của lớp. Theo đó, Tư Chiến được vào dàn hợp xướng của đoàn nghệ thuật trường, đồng thời trước sau đảm nhận vị trí trưởng âm nhạc của đoàn nghệ thuật học sinh đại học trường âm nhạc nam. Năm 2, Tư Chiến tham gia vào cuộc thi 10 ca sĩ xuất sắc nhất của trường học Đại học Công Thương Trùng Khánh. Theo đó, Tư Chiến đã được danh hiệu 10 ca sĩ xuất sắc nhất trường học. Về sau, anh chàng lại đại diện cho trường Đại học Công Thương Trùng Khánh tham gia cuộc thi 10 ca sĩ xuất sắc nhất trường học cấp thành phố và giành được giải nhì. Đồng thời, Tiêu Chiến còn hát đơn ca mở màn trong lễ kỷ niệm 65 năm của trường Đại học Công Thương. Sau khi vào ngành giải trí, ngoại trừ hát một số ca khúc, Tiêu Chiến còn phát hành album. Từ những điểm này có thể thấy rằng, Tiêu Chiến nếu như không làm diễn viên, làm thầy dạy âm nhạc cũng khá tốt. Ngày thứ tư đó chính là người mẫu. Trong thị trường hiện nay thì yêu cầu dành cho công việc người mẫu ngoại trừ tướng mạo ra thì quan trọng nhất chính là chiều cao, mà những thứ này đều vô cùng phù hợp với Tiêu Chiến. Luận về nhan sắc vẻ đẹp của Tiêu Chiến không cần phải bàn cãi. Luận về chiều cao, Tiêu Chiến cao 1m83 vô cùng phù hợp. Và nghề nghiệp thứ năm đó chính là mở blog làm về mỹ thực. Còn nhớ trong một chương trình trước đây, Tiêu Chiến từng đeo tạp dề, thể hiện tài năng trong bếp và làm món ăn được mọi người khen ngợi hết lời. Thử hỏi một người con trai sở hữu giá trị nhan sắc cao như vậy lại biết nấu ăn ngon, mở blog làm về mỹ thực cũng là một ý kiến không tồi. Vậy theo quan điểm ý kiến của bạn thì Tiêu Chiến nếu không làm diễn viên nữa thì anh chàng này phù hợp nhất với công việc nào? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!